Mike Tyson lột xác, chuẩn bị tái đấu ở tuổi 53. Mike thép hồi sinh đã 15 năm rồi Tyson không thượng đài. Tuy nhiên, cựu tay đấm lừng danh người Mỹ vẫn khiến tất cả mọi người phải trầm trồ qua những hình ảnh tập luyện mới nhất. Tyson giờ thanh thoát hơn, nhanh nhẹn hơn và mạnh mẽ hơn so với chính ông của những năm qua. Cảm giác như Mike thép của thời đỉnh cao đang hồi sinh. Cách di chuyển của Mike thép cùng những cú ra đòn trời giáng của ông vẫn đủ sức khiến dân chuyên nghiệp rùng mình, lạnh gáy. Cựu võ sĩ từng vô địch quyền Anh thế giới ở 6 hạng cân khác nhau. Oscar De La Hoya đánh giá: "Tôi chắc chắn rằng nếu như Mike Tyson tập luyện cho việc thi đấu 12 hiệp bây giờ, ông ấy có thể hạ knock out bất cứ đối thủ hạng nặng nào." Cựu huấn luyện viên của Tyson, Jeff Fenech bình luận: "Quyền Anh thế giới hiện nay không còn được như trước đây nữa. Đẳng cấp giữa hai thời quá khác biệt. Tôi dám cá rằng nếu Mike Tyson tập luyện đủ 6 tuần, ông ấy sẽ hạ Wilder chỉ sau 1 phút. Ông ấy sẽ cho các võ sĩ hiện nay no đòn. Nếu như những tay đấm bây giờ bị knock out bởi Tyson Fury, một đối thủ có tinh thần chiến đấu tuyệt vời nhưng không phải một tay đấm kiệt xuất, Tyson sẽ ăn tươi nuốt sống họ. Đẳng cấp của quyền Anh ngày nay thua xa thời của Tyson. Nhân vật mà Fenech đem ra so sánh ở trên là ai? Deontay Wilder là tay đấm giữ đai vô địch hạng nặng của WBC giai đoạn từ 2015 đến 2020. Thế mà Fenech dự đoán Wilder có thể bị Tyson hạ chỉ sau 1 phút. Huấn luyện viên mới của Tyson, Rafael Cordeiro thì nhận xét dù đã ở tuổi 53, Tyson vẫn đang có được tốc độ và sức mạnh như một tay đấm quyền Anh hạng nặng 21 hay 22 tuổi. Đến cả Tổng thống Mỹ, Donald Trump cũng vô cùng thích thú khi thấy hình ảnh hồi sinh ấn tượng của Tyson. Ông Trump viết trên mạng Twitter: "Tiếp tục ra đòn nào, Mike." Bí kíp của Tyson: có thể dễ dàng nhận ra sự lột xác không hề nhẹ ở ngoại hình Tyson. Bây giờ nhìn ông có form gần với thời đỉnh cao của mình trước đây. Hồi đó, Tyson nặng khoảng 100kg. Mọi chuyện khác hẳn so với hồi Tyson nhà chả có gì ngoài mỡ cách đây chục năm. Năm 2009, Tyson từng nặng tới 172kg. Hồi đó, Tyson thực sự phát phì. Không ít người bông đùa ông nên đổi biệt danh từ Mike thép sang Mike mỡ. Bí kíp nào đã giúp Tyson lột xác ngoạn mục như vậy? Câu trả lời liên quan tới chế độ dinh dưỡng. Kể từ năm 2010, Tyson quyết định loại thịt ra khỏi thực đơn của mình. Ông chuyển sang ăn rau củ quả là chính. Tyson chia sẻ: "Trước đây, tôi gặp phải quá nhiều vấn đề. Tôi chơi thuốc, tôi hít cocaine. Đó là giai đoạn mà tôi chỉ cần thở thôi cũng đã mệt rồi. Tôi bị huyết áp cao, tôi bị viêm khớp, ốm yếu đến gần như không còn sự sống nữa. May sao tôi chuyển sang ăn chay kịp thời. Việc chuyển sang ăn chay đã giúp tôi loại bỏ được tất cả những vấn đề tiêu cực đó khỏi cuộc đời mình." Cách đây hơn 10 huyền thoại, Mike Tyson từng nặng đến 172kg. Song song với chuyện kiên trì ăn chay, Tyson cũng chăm chỉ quay lại phòng gym. Chế độ dinh dưỡng phù hợp, chế độ tập luyện hợp lý cùng với tâm lý sống lạc quan, tích cực chính là những chìa khóa giúp hồi sinh Mike thép. Không ít fan đang kêu gọi Tyson tái xuất võ đài boxing chuyên nghiệp. Nói vậy chứ ấn tượng Mike thép giờ vẫn có thể sơi tái các tay đấm đương đại, với kịch bản ông tái xuất võ đài chuyên nghiệp đâu phải chuyện nói là được ngay. Đâu phải mọi thứ đơn giản ăn kẹo vậy. Dù gì Tyson cũng đã 53 tuổi. Ngày 30 tháng 6 tới đây ông sẽ đón sinh nhật thứ. Dù gì ông cũng đã xa võ đài chuyên nghiệp 15 năm rồi. Việc thi đấu trên võ đài chuyên nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều rủi ro với Tyson hơn hẳn các võ sĩ chỉ bằng nửa tuổi của ông. Tyson chỉ đang cân nhắc góp mặt vào các trận thượng đài biểu diễn, những trận đấu kéo dài trong 3 hoặc 4 hiệp. Dù thế nào, rất nhiều fan vẫn đang háo hức hóng ngày Tyson thượng đài trở lại. Với họ, đẳng cấp của Mike thép vẫn là mãi mãi. Đầu tư vào bóng đá thời gian qua, Tyson chung tay với tỷ phú người Hy Lạp Anki David lập ra Switch, công ty chuyên cung cấp các sản phẩm làm từ cần sa. Công ty của Tyson và David sau khi bày tỏ sự quan tâm tới việc mua tên sân của Barcelona mới đây lại lộ động thái muốn trở thành nhà tài trợ cho Everton. Tyson có thể tái xuất ở Australia, ông bầu quyền Anh nổi tiếng sống ở Melbourne. Ryan Amatura đang lên phương án sắp xếp để Tyson có thể thượng đài trở lại trong trận so găng biểu diễn trên một võ đài nào đó ở Australia. Theo Amatura, đối thủ của Tyson có thể là một trong các tay đấm Gary Holt, Paul Valen và